Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cử tri Ấn Độ đi bỏ phiếu để bầu ra 102 trên tổng số 543 thành viên Hạ viện khóa 18. Với đặc thù diện tích rộng lớn, dân số đông nhất thế giới lên tới hơn 1,4 tỷ người, đa dạng về các nhóm dân cư, thu nhập, tôn giáo, đẳng cấp, Ấn Độ phải huy động tối đa lực lượng an ninh để đảm bảo trật tự và an toàn cho toàn bộ thời gian bầu cử, không chỉ tại các địa điểm bỏ phiếu mà còn cả các địa điểm trọng yếu. Chính vì thế, cuộc tổng tuyển cử năm nay tại Ấn Độ được diễn ra theo 7 giai đoạn, mỗi giai đoạn diễn ra trong một ngày và kết thúc vào ngày 1 tháng 6. Giai đoạn đầu tiên diễn ra vào ngày 19 tháng 4, chứng kiến sự cạnh tranh của 1.625 ứng viên trên khắp 17 bang và 4 vùng lãnh thổ liên bang. Giai đoạn đầu là giai đoạn bầu ra nhiều nghị sĩ nhất trong Hạ viện này, có hơn 166,3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 187.000 điểm bầu cử. Cuộc tổng tuyển cử năm nay ở Ấn Độ được xem là cuộc đua chính giữa Liên minh Dân chủ Quốc gia do Đảng Nhân dân Ấn Độ của Thủ tướng đương nhiệm Narendra Modi lãnh đạo với Liên minh Toàn diện Phát triển Quốc gia Ấn Độ do Đảng Quốc đại dẫn đầu. Giới quan sát nhận định nhiều khả năng Thủ tướng Modi sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Theo kế hoạch, kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6. Phát biểu tại cuộc họp báo về triển vọng kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương hôm qua, trong khuôn khổ hội nghị thường niên mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới tại thủ đô Washington, Mỹ, Giám đốc phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Krishna Srinivasan cho biết tăng trưởng GDP trong khu vực này bất ngờ tăng lên trong nửa cuối năm 2023 do nhu cầu nội địa thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi tại châu Á như Malaysia, Philippines, Việt Nam. Đáng chú ý nhất là Ấn Độ đã ghi nhận những bất ngờ về tăng trưởng tích cực. Ông Srinivasan cho biết, tăng trưởng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương ước tính đạt 5% trong năm 2023, cao hơn nhiều so với mức 3,9% ghi nhận năm 2022 và cao hơn 0,4% so với dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vào tháng 10 năm ngoái. Ngoài ra, IMF dự báo tăng trưởng của khu vực này năm nay đạt 4,5%. Theo đó, châu Á-Thái Bình Dương sẽ đóng góp khoảng 60% tăng trưởng toàn cầu. Ông Srinivasan cho rằng việc thúc đẩy tăng trưởng phụ thuộc vào mỗi quốc gia. Tại Trung Quốc và Ấn Độ, IMF kỳ vọng đầu tư sẽ đóng góp nhiều cho tăng trưởng. Ở các nước châu Á mới nổi, tiêu dùng tư nhân mạnh mẽ sẽ vẫn là động lực tăng trưởng chính. Tại một số nền kinh tế tiên tiến như Hàn Quốc, IMF kỳ vọng động lực tích cực từ xuất khẩu. Về vấn đề lạm phát, IMF khuyến nghị các ngân hàng trung ương châu Á tập trung vào lạm phát trong nước và tránh đưa ra các quyết định chính sách phụ thuộc quá mức vào các động thái dự đoán của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Nếu các ngân hàng trung ương quá phụ thuộc vào các dự đoán của Fed, có thể làm suy yếu sự ổn định giá cả trong nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Philippines hôm nay ngày 19 tháng 4, Thủ tướng New Zealand đã công bố gói hỗ trợ trị giá 41 triệu đô la New Zealand, tương đương 25 triệu đô la Mỹ dành cho các nước Đông Nam Á trong việc triển khai cam kết giảm phát thải nhà kính và chuyển đổi năng lượng sạch, trong đó Việt Nam là một trọng tâm hợp tác. Theo Thủ tướng New Zealand, thông báo về khoản cam kết 41 triệu đô la New Zealand thể hiện cam kết của nước này nhằm hưởng ứng lời kêu gọi hành động vì khí hậu của các đối tác Đông Nam Á, đồng thời thể hiện sự đầu tư đáng kể của New Zealand và việc hỗ trợ các đối tác khu vực nhằm chung tay hành động chống biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu New Zealand nhấn mạnh, đầu tư của nước này ban đầu sẽ tập trung vào các đối tác quan trọng tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Indonesia và Philippines. Bên cạnh gói hỗ trợ này, New Zealand sẽ huy động đáng kể các nguồn tài chính công và tư nhân cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, hỗ trợ các nước khu vực Đông Nam Á đẩy nhanh quá trình chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch một cách công bằng và bình đẳng. Theo thông báo của chính phủ New Zealand, gói ngân sách 41 triệu đô la New Zealand sẽ được giao cho cơ chế chuyển đổi năng lượng sạch do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB chủ trì triển khai tại các nước khu vực. Lực lượng cứu hộ Đan Mạch cho biết mặt tiền của tòa nhà Borsen từng là trụ sở sàn giao dịch chứng khoán Copenhagen đã sụp đổ vào hôm qua khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại đây đã kéo dài sang ngày thứ ba. Đến nay, 50% tòa nhà Borsen được xây dựng từ thế kỷ thứ 17 đã bị phá hủy và tòa tháp cao 54 mét đã đổ sập. Lực lượng cứu hộ cho biết mặt trước của tòa nhà này cũng đã bị sập vào chiều 18 tháng 4. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một bức tường đã sụp đổ trong khi khói tiếp tục bốc lên từ tòa nhà. Tất cả nhân viên cứu hỏa đã được sơ tán khỏi hiện trường và không có thương vong trong vụ việc. Lực lượng cứu hộ cảnh báo nguy cơ sập phần còn lại của mặt tiền tòa nhà. Trước đó cùng ngày, lực lượng cứu hộ cũng cho biết công tác chữa cháy vẫn đang được thực hiện.
Cảnh sát cho biết một số tuyến phố xung quanh tòa nhà chưa thể tiếp cận được cho đến ngày 22 tháng 4 tới. Mặc dù chưa xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn, song vụ việc xảy ra khi tòa nhà đang trong quá trình cải tạo, cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra. Tòa nhà Bosen do vua Christian IV xây dựng từ năm 1619 đến năm 1640 và từng là nơi đặt sàn giao dịch chứng khoán Copenhagen đến đầu những năm 70 của thế kỷ 20. Đây là một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng của Đan Mạch, với ngọn tháp được thiết kế thành hình đuôi của bốn con rồng quấn vào nhau.